Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Hỏi Xuyên TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì ngày hôm nay á, là nhà phát hành đã ra lại cái mùa đảo Tiki rồi nè mọi người. Thì cái bộ đồ này á, là có cái mái tóc giống như là của chị Bubba Gum vậy nè. Và hôm nay là mình đã mua rồi nè mọi người ơi. Cái gói này là gói của con gái nha mọi người, nhưng mà kiểu như là mình thích review á cho nên là mình cũng mua luôn á. Thì bây giờ là mình sẽ đập hộp bộ đồ này nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ được một cái tóc xoăn hippie nâu nè mọi người. Đó, thì cái này á là các bạn sẽ phải cài điểm dương miệng nha, bằng cách là các bạn sẽ chơi các trò chơi á để cho điểm dương miệng của các bạn nhiều hơn nha, để mà các bạn nhận được nhiều món hơn. Tại đây á là mình cũng gần hết kim cương rồi cho nên là mình chỉ đổi được có 2 món thôi mọi người ơi. Thì bây giờ là mình sẽ phối cái bộ đồ này với một cái bộ đồ ếch nha mọi người. Nhìn nó cũng khá là xanh lè luôn. Đó, thì cái bộ tóc này với cái vòng đeo vòng cỏ trên đầu á, mình thấy nó khá là hợp luôn á mọi người. Nhìn thấy rất là xinh luôn. Hôm nay đã cập nhật xong rồi nè mọi người, cho nên là mình ra video nó hơi trễ một tí á. Đó, thì bây giờ là mình sẽ vô khám phá cái bệnh viện nha mọi người. Thì trong cái bệnh viện này hồi nãy mình đi á là sẽ không có mấy con NPC bác sĩ với đâu nha mọi người, cho nên là mình sẽ không có nhiệm vụ để mà mình hướng dẫn cho tất cả các bạn làm đâu nha. Đó, mình sẽ đi khám phá từng phòng nha mọi người. Thì ở đây có cái cầu thang đi bộ lên nè. Thật ra là nó có cái thang máy á, nhưng mà mình kiểu như là lúc đầu là mình cũng không có biết cái chỗ nào hết, cho nên là mình đi bằng thang bộ luôn. Đó, thì các bạn có nhìn thấy ở bên góc trái là cái gì không? Là khi mà các bạn nằm ở trong đó là nó sẽ hiển thị mấy cái xương của các bạn luôn. Đây, kiểu giống như là chụp X-quang vậy mọi người. Có trong đây là một cái phòng máy tính khá là xịn sò con bò luôn nè mọi người ơi, trời ơi. Còn ở trong đây là một cái thang máy nè mọi người. Thì ở trên đây là chỉ có 2 lầu thôi nha. Bây giờ là mình đang ở tầng thứ 2 á, cho nên là mình sẽ đi xuống tầng thứ nhất nha mọi người. Tầng thứ nhất là cái tầng mà mình mới vừa vô trong cái bệnh viện á, là nó sẽ xuất hiện cái tầng thứ nhất nha. Đó, ở trong đây là một cái phòng phẫu thuật nha mọi người. Rồi, sau khi mà mỗi lần mình cập nhật update đó, là mỗi cái mùa nó sẽ bye bye mình như thế này nè mọi người. Đây, cái mùa alien bye bye mà mình cách là cho mình 250 xu nha mọi người. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ bấm vào những cái sự thay đổi mới ở trong game nha mọi người. Đầu tiên là cửa hàng trang phục nè. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ra 4 cái kiểu tóc mới. Và nếu như các bạn muốn nhuộm tóc đó, thì các bạn sẽ vào ở trong cái thành phố mới nha mọi người. Còn đây chính là cái cần câu búa thần nè mọi người ơi. Trời ơi, mới vô mình tưởng đâu nó là cái trò chơi không gì á mọi người. Trời ơi, tới 250.000 lận, khá là mắc luôn mọi người. Các bạn mua thì các bạn sẽ được một cây cần câu búa nè, với lại là 50 kim cương á mọi người. Đó, thì mình đã mua rồi, nhưng mà trưa nay á thì mình mới review được mọi người ơi. Tại vì mình mua bằng web á cho nên là nó duyệt hơi lâu một tí, cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi, tiếp theo là ở dưới đây có rất là nhiều cái gói mới luôn nè. Ví dụ như là gói của con voi này nè mọi người. Trời ơi, đúng xinh luôn.
với giá là 30 kim cương cho một hộp nha mọi người. À quên nữa, thì đây chính là một cái giao diện mới nè mọi người ơi, nhìn nó khá là xịn sò combo luôn nè. Đây chính là cái gói 30 ngày đá quý mới nè mọi người. Thì cái gói cũ á, thì mình sẽ được mũ, và cái gói mới á, thì mình thấy nó khá là mắc hơn. Nhưng mà được một cái là cái kim cương của mình nó khá là nhiều mọi người. Kiểu như là giá của nó là 250 á, cho 700 kim cương nha mọi người. Trời khá là nhiều kim cương luôn á. Để bữa nào mình mua cái gói đó để mà mình tặng quà cho tất cả các bạn nha. Đó, thì bây giờ là mình mở thử cái gói con voi nè mọi người. Thì mình được một cái lục lạc con voi con. Trời ơi, nhìn nó khá là xinh, cái này là cái đồ chơi đó nha mọi người. Còn cái cốc này á là mình đang xem quảng cáo để mà mình cài điểm vương miện để mà mình nhận được đồ của gói mà giống của chị Bubba Gum nè mọi người. Trong phần quà tặng mọi người cũng có thay đổi mới luôn. Thì mới lúc đầu mình tưởng con cá là cái gì không, nhưng mà con cá chính là cái đồ chơi giống như là cây kiếm vậy mọi người, nó có thể chém chém vậy á. Rồi các mọi người ơi, thì bây giờ là mình sẽ mặc bộ đồ hình con ếch và cái tóc tiki nha mọi người, để mà mình chơi thì trò chơi nha. Tại vì mình chưa có đổi được cái bộ đồ đó, cho nên là các bạn nhìn đổi giùm mình nha. Trời hổm giờ tôi nghèo thấy ghê luôn á, cho nên là không có đủ kim cương để mà mình đổi ra để mà review cận cảnh cho tất cả các bạn xem từng món được.
Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip của mình nha. Bye bye mọi người.